mỏi, làn da của bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ ánh nắng và khói bụi. Cùng Phương chia sẻ Nighttime Skin Keratin với các sản phẩm từ SkinCeuticals nhé. Bước đầu tiên không thể thiếu chính là tẩy trang thật sạch để loại bỏ lớp trang điểm. Tiếp theo đó, Phương dùng sữa rửa mặt Purifying Cleanser để massage và làm sạch sâu lớp bụi bẩn. Equalizing Toner có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, phục hồi làn da đồng thời làm dịu và điều chỉnh độ pH cho da. Các bạn hãy nhớ, da chỉ khỏe khi độ pH được cân bằng. Tiếp đến, mình sử dụng Retinol 0.5 để cải thiện các khuyết điểm về sắc tố và nếp nhăn trên da. Đặc biệt hơn, Retinol sẽ giúp ngừa mụn nhờ tác dụng ngăn chặn sự bít tắc lỗ chân lông. Đây là một sản phẩm không thể thiếu trong routine của mình. Reveratrol BE là dạng serum trị liệu ban đêm giúp tối ưu hóa hiệu quả chống oxy hóa, giảm các dấu hiệu lão hóa, đồng thời mang lại làn da tươi sáng và săn chắc hơn. Vậy là đã xong các sản phẩm giúp ngăn ngừa lão hóa. Mình sử dụng đến Blemish Age Defense để ngừa mụn trứng cá và giải quyết các vấn đề về sợi bã nhờn. Bạn nên sử dụng 4-5 giọt mỗi lần nhé. Một dưỡng chất cấp ẩm và cũng là sản phẩm yêu thích nhất của mình đó là HA Intensifier. Sản phẩm chứa hàm lượng axit hyaluronic tinh khiết, giúp giảm sự xuất hiện của vết chân chim, nếp nhăn và cải thiện cấu trúc da. Sau một ngày làm việc, đừng bỏ qua việc chăm sóc đôi mắt mệt mỏi của mình. Và buổi tối, Phương chọn HA Complex, kem mắt có tác dụng cải thiện quầng thâm, bọng mắt, giảm quá trình lão hóa tự nhiên. Bạn hãy nhớ massage nhẹ nhàng vùng da quanh mắt chỉ bằng hai ngón tay áp út thôi nhé. Cuối cùng, mình khóa ẩm với Renew Overnight Oily, kem dưỡng ẩm giúp bạn phục hồi làn da, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Hãy thoa một lượng vừa đủ lên khuôn mặt, vùng ngực và cổ, sau đó massage nhẹ nhàng để da hấp thụ dưỡng chất.